Thưa quý vị, ngày mai ngày 6 tháng 12, học sinh các lớp 1, 8, 9 của thành phố Đà Nẵng sẽ trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ học vì dịch bệnh. Các trường học trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị rất chu đáo về kịch bản cũng như các điều kiện cơ sở vật chất cho công tác phòng chống dịch, sẵn sàng đón các em trở lại trường. Những ngày qua, các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã cho khử khuẩn lại toàn bộ các phòng học lần cuối, chuẩn bị hệ thống đo thân nhiệt sát khuẩn, chuẩn bị phòng cách ly tạm thời. Cùng với đó, quy trình trước, trong và sau khi đến trường đã được thực hiện và rút kinh nghiệm hiệu quả từ nhiều đợt đón học sinh trước. Kịch bản ứng phó với tình huống xấu nhất cũng đã được các trường dự phòng. Các thầy cô rất là vui, rất là háo hức, rất là mong chờ được đón các em trở lại trường. Thì nhà trường thành lập cái tổ COVID, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cái thành viên trong tổ, rồi cũng như là hướng dẫn tuyên truyền cho giáo viên, hướng dẫn cho học sinh cái cách phòng chống dịch bệnh. Dịch bệnh COVID nó có tiếp tục hay không thì chúng ta vẫn phải cho các em đến trường, và nhà trường cũng đã đảm bảo đầy đủ tất cả các yêu cầu cần thiết về cơ sở vật chất, về các biện pháp phòng chống dịch và tăng cường tất cả các đội ngũ cán bộ công nhân viên của trường cũng như là y tế của nhà trường đảm bảo điều kiện tốt nhất để cho các em trở lại trường học. Theo quy định, chỉ các trường nằm trong khu vực có cấp độ dịch 1, 2 mới được dạy học trực tiếp. Bên cạnh đó, chiến lược vaccine của thành phố Đà Nẵng đối với giáo viên và học sinh cũng tạo thêm sự yên tâm cho người học khi đến trường. Tại các trường liên cấp ngoài công lập trên địa bàn thành phố trừ lớp 1, các trường ở các bậc học phổ thông được tổ chức bán trú nên công tác phòng chống dịch được thực hiện chặt chẽ. Chúng tôi đã tổ chức diễn tập các xử lý các phương án để cho học sinh, giáo viên cũng như cán bộ nhân viên nhà trường nắm được quy trình. Về công tác bán trú dành cho học sinh khối trung học thì các em được tổ chức 3 tại chỗ, tức là các em sẽ được tổ chức ăn và ngủ tại lớp để cho các lớp nó không có tiếp xúc với nhau. Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, qua thăm dò của các lớp, một số phụ huynh vẫn khá lo lắng về việc cho con đến trường, nhất là ở bậc tiểu học. Thấu hiểu tâm tư của gia đình học sinh, nên các nhà trường đều xác định chuẩn bị thật kỹ tất cả các khâu trước khi đón học sinh. Các thầy cô giáo đã được tập huấn để tiếp nhận thông tin, ứng phó với các trường hợp liên quan đến dịch bệnh có thể xảy ra. Riêng đối với khối lớp 1, thì cả trường sẽ có 5 khối, thì chỉ có khối lớp 1 đi học trước, thì sẽ đảm bảo khoảng cách giữa các phòng và các cô tăng cường quản lý học trò trong lớp để đảm bảo việc hạn chế tiếp xúc giữa các lớp với nhau. Thành phố đã chỉ đạo để các quận tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cán bộ giáo viên nhân viên của các trường tiểu học vào đầu mỗi tuần khi tiến hành dạy học trực tiếp. Trước thực tế, một số học sinh có thể chưa đến trường vì nhiều lý do, các trường học cũng đã có phương án hỗ trợ. Hiện nay, thành phố cũng đã cho F1 cách ly tại nhà và triển khai thí điểm cách ly, điều trị F0 tại nhà. Đây là cơ sở để ngành giáo dục từng bước đề xuất học sinh các cấp trở lại trường học, thích nghi với tình hình phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới.